chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Các bạn ơi, cái cây hoa mà mình đang quay cho các bạn coi đây này các bạn, nó có tên là hoa huyền liên nè các bạn. Ồ, các bạn thấy cái cây hoa này nó nở hoa rộ ghê chưa nè. Quá đẹp luôn các bạn ha. Này các bạn coi này, hoa chừng là hoa luôn mà hoa nó một màu vàng tươi, rất là đẹp luôn các bạn ha. Màu vàng này nó tươi, thật là tươi này các bạn này. Mình đang quay cho các bạn coi, đây là ở một cái trường mẫu giáo các bạn.